Xin chào các bạn. Hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020 và âm lịch ngày này là ngày mùng 6 tháng 7 năm Canh Tý, và hôm nay là ngày Kỷ Hợi tháng Giáp Thân năm Canh Tý. Ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, giờ Hoàng Đạo trong ngày, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Về ngũ hành ni mệnh bình địa mộc, ngày Kỷ Hợi tức can khắc chi, có nghĩa là thổ khắc với thủy, ngày hôm nay là ngày tốt các bạn nhé. Về nạp âm bình địa mộc, Kỷ Tuổi Quý Tỵ Ất Mùi, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là cái tuổi Tân Mùi, Quý Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi thành mộc cục, xung với Tỵ hại thân, phá Dần và tuyệt Ngọ nhé. Về cái tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Tân Tỵ, Đinh Tỵ, tuổi xung trong tháng bao gồm tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ và Canh Tý đó. Về các sao tốt xấu trong ngày có sao tốt như là sao Nguyệt Giải tốt cho mọi việc, sao Hoạt Điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao Phổ Hộ, Hội Hộ tốt cho mọi việc, kể cả cái việc cưới hỏi, xuất hành đi xa, mọi việc đều tốt nhé. Về sao xấu trong ngày cũng có sao như là sao Thiên Cương xấu mọi việc, sao Tiểu Hao xấu về giao dịch, sao Hoang Vu cũng xấu, sao Nguyệt Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái nhà, khai trương, sao Câu Trận kỵ về an táng, sao Ngũ Hư kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Nam. Và tiếp theo mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được ngày có tam hội cục xuất hiện. Cái điều này cho thấy đây là một ngày tốt để hàn gắn những cái mối quan hệ đổ vỡ, và bạn tuổi Tý nên cho qua những cái chuyện cũ để đón những cái điều tốt đẹp hơn đến với mình nhé. Bạn tuổi Tý hôm nay cũng là cái thời gian tốt để cho gia đình hoặc là ở bên người mà bạn yêu thương nữa đó. Nhưng trong cái ngày Kỷ Hợi này với bạn tuổi Tý, ngày này thiên ấn xuất hiện, cái điều này cũng mang đến nhiều cái cơ hội cho bạn tuổi Tý, làm cho bạn tham gia nhiều cái nhiệm vụ mà mình yêu thích nữa đó. Dù chúng đòi hỏi cái sự thay đổi lớn trong cái đời sống cũng như là cái sự sắp đặt lại những cái điều vốn quen thuộc ở bạn, và bạn tuổi Tý trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng bao giờ để cho bản thân rơi vào cái trạng thái sợ hãi hay là mất niềm tin nhé. Bởi vì những cái bước đi mới đều sẽ có những cái giá trị tích cực trong tương lai của bạn, làm cho bạn có được cái tương lai tươi sáng hơn đó. Trong cái ngày này với bạn tuổi Tý, thủy khí vượng, cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Tý nên quan tâm hơn tới cái vấn đề sức khỏe của mình, ăn uống ngủ nghỉ hợp lý, và bạn cũng nên thận trọng trong cách hoạt động vận động thể dục thể thao, đừng để cho bản thân mình bị tổn thương vì quá sức nhé. Ngày này với bạn tuổi Tý cũng rất chi là thuận lợi trong cái việc xuất hành đi xa. Nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Nam thì sẽ nhiều cái vận may đến với bạn. Đi ra thì gặp người lớn tuổi vừa lòng, làm việc đòi mọi điều đều thuận ý với bạn nữa đó. Về tử vi tuổi Giáp Tý, đừng đổ tội cho số phận. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, bạn hãy rạch ròi trong từng cái vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, bạn nên chỉ tập trung vào cái điểm mạnh của mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ,
hổ, bạn đừng chê trách ai. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, bạn xây dựng được tình cảm bền vững. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân. Về tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là tam hội cục xuất hiện nâng đỡ cho bạn, làm cho bạn tuổi Sửu xây dựng được các đối tượng tương tác với những người mà bạn từng gặp khó khăn trong cái vấn đề tiếp cận với họ đó. Và bạn tuổi Sửu trong ngày này có thể bạn tìm được khách hàng tiềm năng cho mình. Những khách hàng này có thể là rất khó tính trước đây với bạn đó nhá. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, thiên tài chiếu mệnh, cái điều này dự báo cho bạn tuổi Sửu có được tiền bạc dồi dào trong ngày. Ngày này với bạn tuổi Sửu có người là nhờ vì được trả một cái khoản tiền nợ, có người được cho tiền, có thể là có người nhận được quà tặng trong ngày nữa đó. Tuy nhiên trong cái ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, bạn lại đừng quá để ý tới cái vấn đề tiền bạc nhé, mà bạn còn nhiều cái mối bận tâm khác trong cuộc sống cần phải xử lý nữa đó. Và ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Sửu nên thận trọng trong mọi công việc, đừng để những cái hành động bốc đồng là cái lời khuyên dành cho bạn trong ngày hôm nay đó nhé. Đây cũng là ngày mà bạn tuổi Sửu nên hoàn thành mọi cái nhiệm vụ được giao, thì hãy dành trọn cái thời gian bên gia đình cho mình nhé. Và trong cái ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng gặp được nhiều sao tốt như là sao Nguyệt Giải, sao Hoàng Diệu, sao Phổ Hộ, xuất hành thì được thuận lợi, cầu tài thì được như ý muốn luôn. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, không nên nuối quá nhiều. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, có tiền, có điều kiện. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, bạn nhớ lại lời mà nối cho toàn lòng nhau nhé. Về tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, bạn đừng áp đặt quá. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, bạn đừng vội dễ tin người khác. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi. Về tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày lục hợp. Cái điều này cho thấy đây là cái khoảng thời gian mà làm cho bạn tuổi Dần cảm thấy dễ chịu và bạn nên dành nhiều thời gian hòa mình vào thiên nhiên cùng với bạn bè thân thiết để nạp lại năng lượng sau một cái tuần làm việc vất vả với mình, để đón ngày thứ hai đầu tuần và cho một cái tuần mới làm việc được tốt đẹp hơn bạn tuổi Dần nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn cũng nên quan tâm tới những người thân trong gia đình, đặc biệt là những người lớn tuổi, vì họ đang rất cần được cái sự chia sẻ của bạn nữa đó. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, bạn cũng nhớ là không nên đưa ra những cái lời khuyên cho những người bạn thân thiết trong ngày hôm nay nhé. Bởi kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này rất có thể làm cho bạn tuổi Dần sử dụng những từ ngữ không truyền tải được đúng những cái thông điệp mà bạn muốn chia sẻ, và cái điều này khiến cho đối phương cảm thấy giận dữ đỡ bạn đó nhé. Ngũ hành tương sinh, cái điều này tôi thấy sức khỏe của bạn mệnh tuổi Dần trong ngày này lại khá chi là tốt, và hôm nay là một ngày tuyệt vời để cho bạn tuổi Dần tham gia các hoạt động với gia đình, cùng chăm sóc trẻ nhỏ, hoặc là dành thời gian quan tâm tới bản thân của mình nhiều hơn bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy, bạn hãy là tấm gương tốt. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, bạn hãy chủ động
Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ có những tình cảm đáng trân trọng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, bạn nên hạn chế đặt hàng qua mạng. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn hãy cho bản thân của mình chút riêng tư đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy rằng cái vận trình của bạn cảm thấy rất chi là hạnh phúc vì bạn thấy được tình yêu tam hợp cục. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Mão nhận ra được tình cảm của hai người đang lớn dần theo thời gian, và đây là cái cơ hội rất tốt đối với những bạn còn độc thân lựa chọn cho mình đối tượng phù hợp nhé. Ngày này với bạn tuổi Mão, tỷ kim chiếu mệnh có phần làm cho tâm trạng của bạn dường như lại không được tốt cho lắm, và sau hàng loạt cái vấn đề xảy ra và làm cho bạn có phần bực dọc nữa đó. Tuy nhiên, bạn tuổi Mão đừng quên rằng mọi cái rối rắm rồi sẽ qua đi, nhất là khi bạn có được cái sự hỗ trợ và cái lời khuyên hữu ích của những thành viên trong gia đình với mình nhé. Ngày này, bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy cái mối quan hệ của bạn rất tốt. Bạn đừng có ngại ngần tiếp cận với những người đã giúp đỡ bạn về tiền bạc và đưa cho bạn những cái lời khuyên hữu ích, chia sẻ của họ sẽ giúp ích cho bạn rất chi là đáng kể về tương lai sau này đó nhé. Ngày này với bạn tuổi Mão, cái việc xuất hành đi xa cũng rất chi là thuận lợi. Việc cầu tài cũng thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc đều được thuận ý, và bạn cũng cần đi xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng nam để tăng thêm cái vận may cho mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, bạn hãy mặc kệ cái sự gièm pha. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa có những giá trị đáng trân trọng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, bạn hãy quý trọng những lời khuyên. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, bạn không tự làm mọi việc. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi hơn. Và về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là tử vi của bạn đang gặp cái vận trình chính tài trợ mệnh. Cái điều này giúp những bạn kinh doanh, buôn bán, đầu tư thì có được những cái cơ hội tốt dù là nhỏ, nhưng bạn cần phải trân trọng nhé. Và bạn tuổi Thìn trong ngày này, ai đoán được tương lai như thế nào, vì thế hãy làm thật tốt từ những việc nhỏ đang có trong tay, biết đâu sau này chúng bất ngờ biến thành cái tài sản lớn cho bạn. Nhưng trong cái ngày Kỷ Hợi này đối với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Thìn nên dành nhiều thời gian hơn cho cái việc giải trí, nghỉ ngơi. Đây cũng là ngày mà bạn nên cho mình được vận động. Điều này sẽ giúp cho bạn xóa đi những mọi cái sự căng thẳng, ngày dài vất vả đối bạn tuổi Thìn nhé. Và trong cái ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn nên lưu ý tránh cái việc châm chích tác động lên những cái vị trí trong cơ thể như là vị trí gan bàn chân này, vị trí hai bên đầu gối bạn tuổi Thìn nhé. Ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng gặp được nhiều sao tốt như là sao Nguyệt Giải, sao Hoàng Diệu, sao Phổ Hộ, làm mọi việc đều tốt, cầu tài được thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc đều được thuận ý luôn đó. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tài chính ổn định. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, bạn không nên nghĩ gì. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, bạn sức khỏe khá hơn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim,
có được cái sự tự tin. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn nhận được lời khuyên đáng giá đó. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu. Là tử vi tuổi Tỵ thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2020. Trong cái ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung. Cái điều này làm cho cái vận trình của bạn đang gặp những cái chuyện buồn, những cái căng thẳng không đáng có, làm cho bạn có phần mất phương hướng độ. Và bạn tuổi Tỵ, nếu như bạn cảm thấy mệt mỏi thì hãy ra ngoài đi dạo một chút, bạn sẽ thấy tinh thần khá hơn nhiều. Hoặc là bạn cũng có thể tìm sách để đọc, cũng là cách tìm ra cách phù hợp để giải trí, giảm bớt cái áp lực, giảm bớt căng thẳng với bạn nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, ngày này những cái suy nghĩ tiêu cực, thương quan chiếu mệnh sẽ phụ bóng bạn, làm cho bạn cả ngày mệt mỏi. Cái điều này sẽ có những cái khó khăn nhất định xảy ra, nhưng đừng vì thế mà phủ định hết những cái nỗ lực của bạn trước đây. Hãy tìm cách xử lý những cái vấn đề bạn tuổi Tỵ nhé. Ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Tỵ cần phải cẩn trọng về tiền bạc, không nên tiêu pha nhiều, hay là không nên đầu tư, không nên cho vay mượn trong ngày hôm nay. Có người cố tình mượn và không muốn lại trả cho bạn đâu. Bạn cần phải đề phòng bạn tuổi Tỵ nhé. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, đừng thay đổi quá đột ngột. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thủy, bạn hãy kiên nhẫn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, bạn đừng vội mong chờ những điều không rõ ràng. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, kinh doanh thì không tốt. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn tránh đổ lỗi. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn nhờ có thực thần chiếu mệnh mà những cái lo lắng băn khoăn trong suốt cái thời gian qua cũng biến mất, không còn dấu tích. Cái điều này khiến cho tâm trạng của bạn tuổi Ngọ vô cùng là vui vẻ, thoải mái luôn nhé. Đây cũng là ngày mà bạn tuổi Ngọ có được những cái hành động bất ngờ, nhất là trong các cái tương tác, các cái mối quan hệ xã giao của bạn. Bạn tuổi Ngọ cũng đừng quên tha thứ cho những người không tìm được tiếng nói chung với bạn và từng làm cho bạn bị tổn thương đó nhé. Nhưng trong cái ngày Kỷ Hợi này với bạn tuổi Ngọ, ngày này ngũ hành tương khắc nhắc nhở cho bạn tuổi Ngọ là không nên chi tiêu quá tay, vượt quá cái khả năng cho phép của bản thân mình. Cái việc vay mượn tiền bạc có thể trở thành một cái gánh nặng không lường trước được. Thế nên bạn hãy tính toán thật kỹ nếu như bạn cần tiền nhé. Và trong cái ngày Kỷ Hợi này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng không được thuận lợi cho lắm. Đang có cái điểm báo là mất của, mất tiền, mất những cái đồ dùng quan trọng đó. Ngày này đối với bạn tuổi Ngọ cũng cần tránh cái sự như là tắm sông suối, tắm ao hồ, không nên tiếp cận với sông nước, sẽ không tốt cho sức khỏe, không tốt cho bản thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim có nhiều cái niềm vui mới. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy tránh vấn đề liên quan tới tiền. Tử vi tuổi Mậu Ngọ xuất hành không được thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ nên chú ý lắng nghe. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, làm điều gì bạn không hối tiếc được. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe
bao 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hợi mão mùi, cho nên bạn có được vận quý nhân giúp đỡ bạn tuổi Mùi, bạn và nữ kia của mình có thể hiểu được nhau nhiều hơn. Ngoài ra trong cái ngày này với bạn tuổi Mùi cũng có cho bạn những cái cơ hội đối với những ai còn độc thân, có thể bất ngờ bật đèn xanh với đối phương mà bạn thầm thương trộm nhớ từ lâu nữa đó nhá. Ngày này thiên tài xuất hiện, dự báo cho bạn tuổi Mùi có tin vui về tiền bạc, nó sẽ góp phần giúp cho cái con đường tài lộc của bạn tuổi Mùi được hanh thông rộng mở hơn, dù là những người làm công ăn lương hay là theo cái nghiệp kinh doanh buôn bán thì cũng sẽ có lộc về tay, tiền nhiều không kể xiết đâu nữa. Nhưng trong cái ngày kỷ hợi này đối với bạn tuổi Mùi, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Mùi cần phải tránh gây ra những cái xung đột với những người bạn bè, những cái ý kiến đối lập đó nhá. Họ có cái môi trường sống khác, bạn nên không nên thể hiện cái quan điểm sống của mình áp đặt cho họ đó. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, bạn tránh tiết lộ bí mật. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy có tin vui về tiền bạc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, bạn không nên nói dối. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, mọi người có cuộc đời riêng. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi, cho nên bạn đang có chút phiền lòng và nổi nóng bất cứ lúc nào nữa đó nhá. Lúc này với bạn tuổi Thân, bạn nên tránh xa những kẻ dối trá và thiếu đi cái sự chân thành. Bạn rất có thể đối diện với họ ở mọi góc đời sống của mình. Và trong cái ngày kỷ hợi này đối với bạn tuổi Thân, may mắn là có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Thân đừng vì bất cứ cái lý do gì mà để cho bản thân mình mất đi cái sự tập trung vào những cái kế hoạch quan trọng nhá. Đây là cái cơ hội tuyệt vời để bạn có thể hoàn thành những cái nhiệm vụ được giao phó và thể hiện được cái năng lực của bản thân mình trước cấp trên. Đừng quên cái việc tập luyện, chăm sóc sức khỏe giúp cho cơ thể được cải thiện, khỏe mạnh hơn nữa bạn tuổi Thân nhé. Ngày này với bạn tuổi Thân, ngũ hành tương sinh, cái điều này cho thấy bạn cần cái sự nương tựa, che chở của người thân trong gia đình. Đây cũng là ngày để ở bên người mình yêu thương, dành cho cả hai những cái phút giây lãng mạn, ngọt ngào bên nhau bạn tuổi Thân nhé. Về bạn tuổi Thân trong ngày này, cái việc xuất hành đi xa cũng rất chi là thuận lợi, cầu tài lộc đều tốt, gặp được người lớn vừa lòng, làm việc được thuận ý. Và nếu xuất hành đi xa thì nên chọn hướng đông bắc hoặc là hướng nam để có thêm nhiều may mắn với mình bạn tuổi Thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy, bạn có nhiều tài lộc, tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa lại có điểm tiểu nhân quấy phá. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, bạn nên cân nhắc cái việc nên hay là không nên. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc không có cuộc sống nào hoàn hảo. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim suy nghĩ lạc quan về mọi việc. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ
tuổi Tý, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Dậu bị giới hạn trong cái việc lựa chọn phần nhiều liên quan đến cấp trên hoặc là những người xung quanh bạn mới nhé. Và bạn tuổi Dậu dù gì đi nữa thì hãy cố gắng giữ cho bản thân mình cái sự điềm tĩnh cần thiết độ. Trong cái ngày Kỷ Hợi này với bạn tuổi Dậu, thủy kim tương sinh, cái điều này hỗ trợ cho mối quan hệ của bạn lại có phần được hài hòa, vui vẻ hơn. Buổi chiều hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn một vài cái thông tin thú vị từ bạn bè, người thân, hoặc bạn sẽ mua được một cái món đồ mà mình thích thú với bạn tuổi Dậu nhé. Và trong cái ngày này với bạn tuổi Dậu, nếu như cái việc xuất hành đi xa với bạn thì cũng rất chi là thuận lợi. Bạn nên bố trí cùng với người thân đi dạo chơi để tư tưởng thoải mái, lại có thêm phần hòa thuận những thành viên trong gia đình hơn. Ngày này cầu tài cũng được thuận lợi, đi ra thì gặp nhiều may mắn, gặp người lớn vừa lòng, mọi việc đều được thuận ý nữa bạn tuổi Dậu nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, có sự bất ngờ xảy ra. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tình cảm hài hòa. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, bạn chớ nên lo lắng nhiều. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, bạn đừng trông đợi quá nhiều. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, người tính không bằng trời tính. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất đó, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi Tuất có được cái vận trình khá chi là dư dả về tiền bạc khi có chính tài độ mệnh nâng đỡ cho bạn nhé. Tuy nhiên với bạn tuổi Tuất, tiền do công sức của mình làm ra nên phải biết quý trọng, cũng đừng có khoe khang quang quá mà sẽ có người muốn hội vay mượn, nếu không cho thì ái ngại, nhưng cho vay rồi lại lo lắng chuyện vừa mất bạn lại mất tiền nữa. Ngày Kỷ Hợi này đối với bạn tuổi Tuất, thủy thổ xung khắc, cái điều này cho thấy suy nghĩ và con tim của bạn có chút mâu thuẫn khiến cho bạn phân vân. Đây cũng là ngày mà bạn nên lắng nghe bản thân mách bảo, dù chúng có thể chưa thực sự rõ ràng nghĩ như bạn mong đợi đúng không đó bạn nhé. Và ngày này đối với bạn tuổi Tuất, theo nhị thập bát tú hôm nay mọi việc đều tốt, tốt nhất nhất là cái việc khởi tạo, chôn cất, cưới gả, đào giếng. Ngày này cầu tài lộc đều thuận, đi ra thì gặp người lớn vừa lòng, mọi việc đều được thuận ý. Và nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc, tài thần hướng nam để có thêm nhiều cái vận may, nhiều tài lộc với mình nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, có được tinh thần lạc quan. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, hãy ôm để an ủi ai đó. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, không nên tiết lộ bí mật. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, không thiếu tiền tiêu. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, tài lộc ùn ùn. Về đánh giá của bạn Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2020 nhé. Ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có Hợi Hợi tự hình. Cái điều này khiến cho cái vận trình của bạn tuổi Hợi, bạn cứ cảm thấy trong lòng nôn nao vì lo lắng. Nếu lo sợ vì những cái điều sắp xảy ra thì tốt hơn hết, bạn nên tìm cách xử lý ngay từ bây giờ. Nếu bạn
không hành động gì, bạn càng căng thẳng và thêm phần mệt mỏi hơn với mình. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Hợi chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Hợi có được cái công danh sự nghiệp. Nếu là người làm công ăn lương thì công việc hôm nay lại rất chi là thuận lợi với bạn. Thế nhưng bạn Hợi cũng nhận thấy bản thân đang có phần trì trệ và an toàn quá, thì bạn hãy thử thách bản thân trong những cái nhiệm vụ khó hơn để phá bỏ cái rào cản mà chính bạn đã xây nên đối với bạn tuổi Hợi nhé. Và trong cái ngày này với bạn tuổi Hợi, thủy khí vượng nhắc nhở cho bạn mệnh nên thận trọng trong công việc và tránh ôm đồm quá nhiều công việc, khiến cho bạn có phần bị kiệt sức. Sức khỏe là quan trọng hơn cả, đừng vì bất kỳ cái lý do gì mà làm cho bạn tổn hại đến bản thân bạn tuổi Hợi nhé. Trong cái ngày này với bạn tuổi Hợi, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng rất chi là thuận lợi. Xuất hành thì gặp nhiều may mắn, gặp người lớn vừa lòng, làm mọi việc đều thuận ý. Xuất hành thì bạn nên chọn hướng tốt, hướng hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng nam để có nhiều may mắn, thêm nhiều tài lộc với mình nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, những lời chê trách không có giá trị. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, bạn không nên hỏi ý kiến quá nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, bạn tránh đánh giá chủ quan. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, có người nhờ bạn giúp đỡ. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, bạn được công nhận năng lực nữa rồi đó. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh để theo dõi chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.